Các chị là mình làm thêm chút xíu kiếm được nhiều tiền hơn mà. Chắc chắn là nhiều. Mà lại là mình lại có một cái công cụ như vậy nữa. Nên mình về á, mình làm một phương pháp là mình kiếm tiền trên Unica. Là sao? Là mình có những cái đường link affiliate của nó á, mình cứ copy sẵn trên máy là buồn, mình không có gì làm á, mình ngồi mình chích. Mình chích trên những cái ad phụ. Khi có người mua khóa học từ Unica thì mình có tiền, tháng là mình có thêm mấy 7 triệu đó mới là một nguồn. Được không anh chị? Là mình làm đào tạo mà. Nên lâu lâu á, mình thích mình cứ ngồi ở chỗ nào đó mà mình đang chờ ai đó hay chờ người đó, mình lấy điện thoại ra mình chích tiếp tục. Mình tận dụng mà tại điện thoại mình nó nhanh thì mình làm việc nó có nhanh, tương đương mình sẽ có tiền. Và cái thời gian dư ra đó mình sẽ đủ tiền để trả cái điện thoại. Nên cái nợ này trong phân tích tài chính gọi là nợ nợ tốt. Còn một người á mà họ đi làm công ăn lương ở công ty, hiểu không ạ? Họ mua cái điện thoại xong á, mỗi tháng họ bấm lưng buộc bụng là sao ạ? Ăn ít chút xíu rồi ít đi chơi chút xíu để mua cái điện thoại thì nợ đó gọi là nợ nợ xấu. Còn nợ này là nợ tốt. Thì khi anh chị nâng cái mức thu nhập anh chị lên, ví dụ là anh chị đang 20 triệu, anh chị làm thêm nửa tiếng anh chị lên 25 triệu, khi anh chị trả xong nợ điện thoại này rồi thì mức thu nhập anh chị đang nằm ở mức là 25 triệu chứ không còn là 20 triệu. Thì nên nợ này gọi là nợ tốt. Nên lên kế hoạch mua 2007 đi, tài sướng lắm. 7 lớp 256 nghìn. Giá thi đọc là 27999. Hả? Nguyên thế di động. Được không ạ? Chưa trả tiền. Thế di động mình chấp nhận tính dụng. Mà chị biết á, 13 triệu mấy là mình đã đủ trả rồi. Một tháng trả thêm có 2 triệu mấy mà trả trong vòng 6 tháng. Hiểu không anh chị? Nên dạy gì mình, chúng mình tính toán về tài chính nữa. Nếu mình mua 2,7, 21 triệu thì khi mình trả góp á, nó cộng lên tới gần 3, 4 triệu lận. Nhưng mà mua một cái 7 lớp, 27,9 thì sau 6 tháng mình chỉ trả thêm là có 500 ngàn thôi. Được không anh chị? Đó là một cái đòn bẩy về tài chính. Được không ạ? Khi mình có một cái bí quyết như vậy nè, khi mình ép mình vào vùng khó khăn á, thì tự nhiên là cái sáng tạo mình sẽ tăng lên. Được không ạ? Còn mình cứ phay như vậy á là mình không có làm gì hết. Đó là cái câu chuyện mình dạy cho công an. Mà anh chị biết là cậu mua được chiếc gì không ạ? Quay Airplay 47 triệu. Làm sao ạ? Tháng đó con em nói là em cứ bình tháng cứ 10 mấy triệu đều hoài anh ơi, em chán quá, em biết làm sao để tăng lên. Mình nói với con em như vậy nè, xe cũ rồi, mỗi lần nó qua mình là nó đi trễ, là xe hư, xe quay mà quay tàu đời ít 9x. Nên nó dễ hư. Mình nói là mua xe đi em. Cái nói là hỏi là tiền đâu mua anh? Vậy mày một tháng kiếm 10 mấy triệu đúng không? Rồi đủ tiền trả góp mua xe. Cái đó rồi chơi luôn cuối tháng mua. Lúc đó mình nói là đầu tháng. Đến 27 tháng 10, lúc chưa nhìn cà phê, mình hỏi là mua chưa? Cái nói là đủ tiền mua. Mua thẳng luôn rồi ạ. Mà trước đó là chưa bao giờ nghĩ đủ tiền để mua chiếc xe. Anh chị hiểu không ạ? Nên á, con người rất là hay. Để anh chị, khi mà chị dồn nén cho họ trong một cái vùng là khó khăn thì tự động là cái năng lực làm việc nó sẽ tự động nó lên. Giống như là cái khi mà một cái lò xo á, cái này chính là nguyên lý lò xo. Ghi lại nha, đây là bài học đó, không phải dễ dàng để mình dạy đâu, mình cảm hứng mình dạy. Được rồi, đây là nguyên lý lò xo. Được không ạ? Ngồi đó đi, cho tôi biết. Đang là giật cái điểm mà. Được không chị? Nguyên lý lò xo. Anh chị đang là một cái lò xo. Được không ạ? Đang là một cái lò xo. Được không ạ? Để thường á, để mà anh chị kiếm được nhiều tiền á thì anh chị cố gắng làm sao ạ? Kéo
lò xo này nó giãn lên. Chính xác không ạ? Nhưng mà cái lò xo kéo giãn mãi thì cuối cùng nó cũng có điểm điểm dừng. Được không anh chị? Nhưng mà cái nguyên lý là như vậy nè, thay vì á cái sức phát triển mình đã ở đây, mình kéo giãn lên nữa thì mình không kéo giãn, mà bây giờ mình sẽ ép cái lò xo này sao ạ? Nó nén lại, nó nén lại thành cái cục vậy nè. Nên á, khi nó nén đến một thời điểm nào đó mà mình không nén được nữa đó, mình sẽ bung nó ra. Nó ra sao ạ? Ra xa thì tự động cái mức này nó sẽ vượt hơn cái mức ban đầu. Được anh chị? Được không ạ? Nên mình hay sử dụng cái đòn bẩy này á, là mình sẽ có những ngày mình đi chơi để mình tiêu tiền. Mình tiêu tiền để làm chi ạ? À? Mình sót rồi mình mới về mình kiếm tiền để mình tiếp tục đi tiêu tiền. Còn anh chị cứ cố gắng, anh chị kéo giãn cái lò xo này hoài là cố gắng đi kiếm tiền, thì theo anh chị là anh chị có kiếm được nhiều tiền hơn không ạ? À? Có thể là chị giỏi lên chị sẽ lên được một mức nào đó, nhưng mà nó cũng chỉ có giới hạn. Được không ạ? Kinh doanh cũng như vậy, để mà qua được cái mức cũ thì bắt buộc anh chị phải nén cái lò xo mình lại, nó chặt lại. Được không ạ? Nên đó, cái tiêu dùng, cái mua sắm không phải là mình hoang phí. Và những người thành công, những người giàu, họ biết rằng là họ phải làm việc đó. Và cái nguyên lý này mình học năm 2012 trên nền tảng là của TH Baker dạy, là mỗi một tháng mình phải đi ăn ở một nơi sang trọng để mình hiểu được là người sang trọng họ như thế nào, người có tiền họ sẽ ăn như thế nào. Được anh chị? Vì sao năm rồi mình đặt là mỗi tháng phải đi du lịch ở một nơi mới? Tại vì khi mình đi đến một nơi mới thì sao ạ? Cái tư tưởng mình sẽ mới, dẫn đến mình có kết quả mới. Nếu làm theo cách cũ thì không bao giờ có kết quả mới được. Được anh chị? Nếu mà làm theo cách cũ thì không bao giờ có kết quả mới. Được không ạ? Nên á, do không ngừng sáng tạo, cả cái hệ thống du kích là do sáng tạo liên tục, cho làm theo rất là nhiều cách mới khác nhau thì mới ra được những phương pháp mới được. Nên có người họ cậu An bữa cà phê có hỏi mình á, sao em đi lần nào cũng đi cà phê, nhưng mà sao mỗi lần đi là khác, lý do là mình luôn luôn làm mới. Được không anh chị? Nhiều khi hôm nay mình nói nó đúng, nhưng mà không sao, là mình bác cái ý mình liền, mình làm cách mới khác liền. Được không ạ? Thì anh chị mới phát triển được. Được, đó là nguyên lý. Rồi, vỗ tay nha. Chương trình khác nhau, như bữa kiếm tiền Unica cũng vậy. Mình không có giỏi kiếm tiền EMO, mà mình đi một chương trình của một người EMO là cậu Hỷ. Là tự nhiên mình về mình có ý, mình về mình làm hay nó nữa. Được thôi, mình rất là thích như vậy. Mình thích như vậy, mình đi mượn ý của người ta, cộng với là cái kỹ năng của mình có, mình sẽ có rất là nhiều cách kiếm tiền. Được anh chị? Đó là cái mà bài học hôm nay chia sẻ với anh chị. Hy vọng cái bài học này giúp cho anh chị bứt phá trong cái mùa Tết này. Nếu làm theo cách cũ thì không bao giờ có kết quả mới được. Nên nhiều khi phải biết nén cái gì ạ? À? Cái lò xo là, chứ không phải mở rộng cái lò xo này. Rồi, tiếp ạ. Rồi gắn bánh dưới qua đi.